Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Này, Zippo tôi nguyện giới thiệu với anh em một cặp Zippo mới về kênh bên mình nha anh em. Hàng chính hãng Zippo Mỹ, hộp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ nha anh em. Zin từ A tới Z, chưa hề đụng chạm gì nha anh em. New full box luôn. Này, bên phải là em Zippo đồng, khắc ghim logo Zippo và chữ Made in USA. Được đặt trên một cái nền, đó là lá quất kỳ Mỹ phía trên và phía dưới là những đường vân nổi guluche 3D nha anh em. Một thiết kế rất độc đáo luôn đó anh em. Dòng Zippo đồng, những biểu tượng rất là nổi tiếng của hãng Zippo cũng như của nước Mỹ nha anh em. Dòng bít bít bằng đây là đồng nha anh em, sang trọng để anh em trên tay ha. Còn bên trái là em cà lông trắng khắc chìm chú rắn hổ mang chúa nha anh em. Chú rắn hổ mang rất là ngầu nha anh em, đang phùng mang ha, để khè rất là ngầu. Dưới chân là logo Zippo, dưới chân là dòng chữ Made in USA nha anh em, rất là sang trọng ha. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em, anh em nào có nhu cầu rước hai em nó cứ alo trực tiếp mình nha. Giờ mình xin trên tay giới thiệu chi tiết trước nha. Đây là em đồng khắc chìm logo Zippo, chữ Made in USA và lá cờ Mỹ nha anh em. Dòng Zippo đồng khắc chìm hai mặt trước sau luôn ha. Em nó đấy bằng nha anh em, hàng new nha anh em, chưa hề đụng chạm gì tới hết. New full box luôn ha. Có nhu cầu và xem hình ảnh chi tiết hai em nó, anh em vô trang Facebook mình, được link mình để vô mô tả nha. Đây mình trên tay nhanh thôi anh em, hàng xịn ha, anh em yên tâm. Kết em nó anh em alo trực tiếp mình nha anh em, hàng độc. Còn đây là em cà rông trắng khắc chìm mà chú rắn hổ mang chúa nha anh em, rất là ngầu luôn đó anh em, mặt sau trơn bóng ha, em nó đẩy lõm nha anh em. Cũng hàng zin luôn anh em, new full box luôn. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tiêu đề clip nha anh em, sẽ hiện ra mô tả, mình có để giá hai em nó cho anh em tham khảo nha. Anh em cho mình xin một like clip nha anh em. Và anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ ấn nút đăng ký kênh với Bô Tướng Nguyễn ủng hộ ha. Chú rắn hổ mang rất là ngầu đó anh em. Soi kỹ anh em xem ha, hàng zin, chơi hay làm quà biếu quà tặng cũng rất là hay đó anh em. Bên mình thì luôn luôn giới thiệu với anh em là hàng xịn, chính hãng Zippo Mỹ full box luôn nha anh em. Soi kỹ anh em xem ha.